Ngoài xin giới thiệu tới quý vị 4 căn nhà ô tô vào được, có thể kinh doanh nhỏ, ngõ thông, đường thoáng, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Vị trí gần như là cuối cái khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Và với 4 cái căn nhà này thì với cái thông số nhà, diện tích là 32m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, có thể dọn đồ về và ở ngay đường ngõ thực tế, ô tô đỗ cửa mọi người nha. Còn nếu như quý vị thích cho ô tô vào nhà thì cũng vào được. Và nếu như quý vị không muốn cho ô tô vào nhà thì bên cạnh nhà có bãi gửi xe ngày đêm thoải mái. Và với cái giá chào bán rất là hợp lý, chỉ 3.050.000.000 đồng cho một căn nhà đường ngõ thông thoáng như quý như thế này mọi người ạ. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn cho quý vị. Với 4 căn nhà này thì đã bán 1 căn, chỉ còn lại 3 căn thôi nha mọi người. Ngoài sẽ quay một trong 3 căn còn lại để gửi cho quý vị xem thiết kế của căn nhà này ra sao, có hợp lý hay không. Vị trí đi lại thì nó gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Cụ thể với cái căn nhà này thì nó thuộc Đông La, Hoài Đức mọi người ạ. Và nó giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại phường Yên Nghĩa. Đã hoàn thiện xong hết rồi, sổ đỏ sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này quý vị có thể vay được tối đa tầm 1.7 tỷ cho tới 1.8 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại quý vị sẽ thu xếp cái tiền mặt để trả trước, còn lại thì là sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nhá. Mời theo em vào cụ thể khám phá căn nhà 5 tầng này xem thiết kế ra sao. Thì đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, toàn bộ cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1. Phần phòng khách thì gần như là căn nhà này hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay. Gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá mọi người ạ. Và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện rất là hợp lý. Với cái căn nhà này ấy, thì ở đây màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Và có thể dọn ngay về ở được mọi người ạ. Nếu như mà cái căn nhà này quý vị có thể thích thì có thể cho xe vào nhà. Còn nếu không thì có bãi gửi xe như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Giá cho một căn nhà mà ô tô vào được, nhà ngõ thông đường rộng như thế này thì cái căn nhà này hiện tại giá gần như đang là thấp nhất khu vực rồi mọi người nhé. Gần như là đang là thấp nhất khu vực rồi. Kể cả là bên Yên Nghĩa mà bây giờ ô tô vào nhà thì không có cái giá này mọi người ạ. Đó, đây là cái phần phòng khách. Tầng 1 thì thiết kế phòng khách hoặc quý vị có thể để xe. Và một phòng bếp thì đây là cái không gian phòng bếp. Cái căn nhà này thoáng trước, thoáng sau, ưu điểm của nó đằng sau lưng nó là nhà văn hóa. Cho nên là sau này cái đất ở đằng sau nó gần như là đất lưu không, cửa sổ mở ra thoáng vĩnh viễn nha mọi người. Đấy, còn tủ bếp thì hoàn thiện xong hết rồi. À, hệ thống tủ bếp, tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt với cái hai tông màu, màu trắng và màu nâu, rất là đẹp, tinh tế. Màu sắc thì của nó cũng khá là nhã nhặn. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết cho quý vị rồi. À, rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Quan trọng nhất là cái giá bán. Tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay và review cho quý vị 100% sổ đỏ đầy đủ, sang tên được ngay nha quý vị. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tất cả về mặt pháp lý mọi người hoàn toàn yên tâm. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 còn có một phòng vệ sinh đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đấy, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà này. Với cái căn nhà này thiết kế đường thông, ngõ thoáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc nha mọi người. Và mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 2 thì đây, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, rất là thoáng, cửa sổ mở phía hành lang hút gió vào trong cái căn phòng ngủ này cực kỳ là thoáng. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế đây mọi người có thể nhìn thực tế này. Một phòng ngủ siêu rộng, vuông vắn, không một căn nhà nào lỗi phong thủy, không một căn nhà nào bị thóp hậu cả mọi người nhé. Đấy, ban công mở hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Phía ở dưới chân Ngọc Ánh thì thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Với căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay.
Phòng ngủ thì rất là vuông vắn, kê đồ nội thất rất là đẹp luôn. Ban công mở được thực tế hướng ra biển bên ngoài. Với cái phòng tầng 2 này ấy, thì chủ nhà thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên trong cho quý vị nhé. Trong phòng ngủ luôn, thiết kế theo kiểu master. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Đây, bồn cầu này, lavabo này, quạt thông gió cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ chỉn chu hết rồi. Và mời cùng theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2. Và trước khi đi vào phòng ngủ thì cửa thông phòng của tất cả các phòng đây mọi người nhá. Thiết kế là cửa thép mọi người ạ. Cửa thép Gold Sun đây. Đấy, cái cửa này thì nó rất là bền, màu của nó y như là cửa gỗ. Tuy nhiên về cái độ bền của nó thì nó phải nói là nó lâu hơn, gỗ rất là nhiều quý vị nha. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì đây, thiết kế tương tự như, đây là phía tầng 3, thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Đấy, cũng ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Nó là mặt ngõ cho nên nó rất là thoáng quý vị nha, không bị nhà nào chắn cả. Đấy, sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, phòng thì rất là rộng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, phòng siêu siêu rộng luôn. Và cái giá bán thì chỉ có 3 tỷ 050 triệu đồng thôi. Nếu như tính đến thời điểm hiện tại, căn nhà này rất là hợp lý cho một căn nhà đường ngõ thông, ô tô. Đây là phía phòng vệ sinh ở tầng 3 mọi người nhé. Đấy, đầy đủ cho quý vị hệ thống thiết bị vệ sinh ở phía trong căn nhà, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo từng tầng của quý vị. Quạt hút mùi đầy đủ, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này thì quan trọng là cái cung đường đi lại nó phù hợp cho quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông, một số cái địa phận của Hà Đông, bởi vì tính từ vị trí căn nhà này cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông thì nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 4 km thôi mọi người ạ. Rất là thuận tiện, cách với trường đại học Fenica nó khoảng tầm 2,5 km. Và với cái căn nhà này thì đi lên phía trung tâm Hà Đông cũng rất là gần, bởi vì cái vị trí Đông Lao Hoài Đức gần như nó giáp với lại bên Yên Nghĩa, cho nên quý vị nào đã đi xem ở khu vực Yên Nghĩa thì cũng có thể tưởng tượng ra được cái khu vực này, nó giáp, nó ngay cạnh nhau thôi. Và đây là phía tầng 3 rồi thì mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng 5 nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà quý vị ạ. Riêng phía tầng 4 thì có thiết kế khác hơn một chút so với lại ở tầng 2, tầng 3. Trên tầng 4 thì thiết kế hai phòng riêng biệt. Ở đây thì mục đích của chủ nhà để ở đây là thiết kế phòng thờ. Ở đây thì quý vị có thể làm phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đấy, và trên phía tầng 4 thì không lát sàn gỗ nữa mà thay thế vào đây là lát gạch mọi người nhé. Đó, hệ thống trần thạch cao đầy đủ hết cho mình. Tầng 4 cũng thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài đây, đáp ứng đầy đủ công năng. Nói chung với cái căn nhà này ấy, thì quý vị có thể cân đối lựa chọn trước cái quãng đường mình đi lại, xem nó có phù hợp hay không. Nhà quý vị nào mà có ô tô thì căn nhà này rất rất đáng để cho quý vị lựa chọn, bởi vì ô tô tải có thể đỗ cửa, còn không thì quý vị có thể đi gửi. Quý vị nào hôm trước cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi em ấy là anh chị chỉ bán hàng online, cần với những cái nhà mà mặt đường to, ô tô tải có thể đỗ cửa nhận hàng, giao hàng, thì cái căn nhà này đáp ứng được cho quý vị với cái tầm phân khúc, tầm giá hợp lý. Và sau đây mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở phía hành lang đi vào, ở đâu cũng có cửa sổ rất là thoáng mọi người nhé. Rất là thoáng luôn. Vị trí thì đường ngõ thực tế, nói chung như nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như vậy. Còn đây là phần sân phơi, sân phơi siêu siêu rộng cho quý vị. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây, trồng hoa chẳng hạn thì cái sân phơi này phải nói là tuyệt vời mọi người ạ. Giá bán 3 tỷ 05, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích trên sổ đỏ là từ 30 đến 32 m², đầy đủ sổ đỏ cho quý vị sang tên được ngay trong ngày luôn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403, hóa 0888 041 444 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.